Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm AutoGroup. Trước khi sử dụng phần mềm AutoGroup thì các bạn cần phải set lại cái định dạng thời gian, đúng không ạ? Các bạn click vào ô tìm kiếm, đúng không ạ? Ô tìm kiếm ở phần này, các bạn tìm kiếm cho nhất cái phần này, đúng không ạ? Date and time setting. Rồi các bạn kéo xuống này, ở phần này các bạn click vào cái dòng ở cuối cùng này, change date and time format, đúng không ạ? Tức là thay đổi cái định dạng thời gian, thì các bạn lựa chọn cho nhất cái định dạng là M xẹt D xẹt 4 chữ Y này, đúng không ạ? Tức là Monday year đấy, ngày tháng ngày năm, đúng không ạ? Rồi mình lựa chọn cái định dạng này rồi, ok. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ quay trở lại cái thư mục, giải nén của chúng ta. Rồi chúng ta bật lên, rồi chúng ta có key thì chúng ta nhập vào. Ở đây thì Nhất nhập key rồi nên Nhất sẽ tiến hành sử dụng luôn, đúng không ạ? Rồi cái giao diện của chúng ta nó sẽ như thế này. Đầu tiên là ngày hết hạn, đúng không ạ? Còn lại 29 ngày đây, các bạn click vào đây để xem hướng dẫn, đúng không ạ? Phần này là phần bạn đăng bài group. Ô này thì chúng ta sẽ ô này sẽ hiển thị các nick của chúng ta chèn vào. Ô này thì chúng ta sẽ dán token vào đây. Rồi các bạn cứ enter, nếu mà nhiều tài khoản thì các bạn cứ enter cái token dán vào đây là xong. Rồi đây là các group mà chúng ta sẽ tiến hành quét. Ví dụ nick của chúng ta tham gia bao nhiêu nhóm thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đây là ảnh bài đăng thì chúng ta tiến hành chọn hoặc là xóa. Đây là nội dung bài post, đúng không ạ? Và đây nó thể hiện cái phần là thành công hay thất bại. Cái bài đăng của chúng ta ở đây. Cái phần này là phần comment, đúng không ạ? Thì các bạn cũng dán token vào đây, rồi dán ID cái bài post vào. Có bao nhiêu bài post thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và chúng ta comment ví dụ chấm để nhận hướng dẫn, hay là chấm hoặc là nói một cái điều gì đó, up chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì ở đây nó sẽ thể hiện trạng thái, đúng không ạ? Còn ở cái phần bên trái này thì ở đây là thời gian. Ở đây thì Nhất sẽ set 100 đến 200. Ở đây là thời gian giữa hai lần post, đúng không ạ? Ví dụ bạn đăng một bài đầu tiên thì đến 200 giây. Trong khoảng từ 100 đến 200 giây thì nó sẽ random ngẫu nhiên. Nó sẽ random từ 100 đến 200 giây, có thể là 150 giây thì nó sẽ đăng tiếp bài nữa. Rồi 200 giây nó sẽ đăng tiếp bài nữa, hoặc là 100 giây nó đăng tiếp bài nữa, cứ thế. Ở đây thì chúng ta sẽ click vô 5, đúng không ạ? Thì nó sẽ 5 bài hoặc là 10 bài tùy vào chúng ta. Ở phần này sau khi post 5 bài thì sẽ nghỉ. Thường thường thì chúng ta post 5 bài xong thì chúng ta sẽ nghỉ đâu đó khoảng 500 giây chẳng hạn, hoặc là 1000 giây chẳng hạn. Thì nó sẽ tiến hành tiếp tục đăng tiếp. Đấy, thì chúng ta sẽ dừng lại hoặc quay vòng. Ví dụ như là dừng lại thì nó dừng luôn, đúng không ạ? Hoặc quay vòng, sau khi đăng xong 5 bài thì nó sẽ nghỉ 1000 giây và nó tiếp tục đăng. Thì sẽ quay vòng ở đây thì Nhất sẽ click dừng lại. Rồi tiếp theo quay trở lại thì Nhất sẽ tiến hành đăng, đúng không ạ? Quay vòng hoặc là dừng lại. Rồi Nhất sẽ làm lại này, 100 giây đến 200 giây. Tốt nhất là các bạn để lâu lâu một chút, bởi vì đăng một bài post thì nó khá là lâu, đúng không ạ? Rồi post thì khoảng 1 phút 2 phút gì đó. Rồi sau khi đăng khoảng 5 bài thì nó sẽ ngừng khoảng 300 giây hoặc 500 giây. Nó sẽ để 300 giây đi. Nếu cái này trường hợp các bạn quay vòng thì nó sẽ tiến hành hoạt động, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn dừng lại luôn thì nó sẽ không hoạt động. Ok. Dừng, ví dụ như các bạn đăng 5 bài thì kết thúc thì nó sẽ dừng lại. Còn nếu quay vòng thì nó sẽ sau 300 giây nó tiếp tục đăng 5 bài nữa, cứ thế nó đăng, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì các bạn truy cập đăng nhập vào trình duyệt, đúng không ạ? Cốc hoặc là chom nhá, cốc hoặc là chom các bạn đăng nhập Facebook, các bạn bật trình duyệt chom hoặc cốc lên. Đó, ở đây thì Nhất tiến hành đăng nhập cái nick của Nhất rồi, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ tiến hành cài một cái extension cho Nhất, thì các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm này của trình duyệt này là forestsoftware.com/get token.
sorry, get cookie đúng không ạ? Đấy. Nó hiển thị như này. Hoặc là các bạn truy cập vào đường link forsoftware.com/cookie. Đấy, thì ở đây có hướng dẫn rồi nhá. Các bạn sẽ xem cái video này để biết cách sử dụng. Ở đây thì nhất sẽ làm nhanh thôi. Rồi, các bạn nhắc lại là các bạn truy cập vào forsoftware.com/getcookie nhá. Get cookie để chúng ta đi đến cái trang tải extension. Rồi, ở đây thì nhất đã tiến hành cài đặt rồi, đúng không ạ? Tiến hành cài đặt rồi thì nó sẽ hiển thị như thế này. Rồi, bây giờ nhất sẽ mở cái get cookie này lên. Đó. Đây. Nhất sẽ quay trở lại cái nick mà muốn đăng trên các group đấy. Nhất sẽ tiến hành đăng nhập nick và click vào get cookie token. Thì đây nó sẽ hiện ra cookie và token để chúng ta sử dụng. Thì cái công việc của bạn là sao chép, copy đúng không ạ? Copy cái phần token này, dán vào phần mềm. Đây, cái ô dán đây. Các bạn Ctrl V vào. Đó. Các bạn tiến hành Ctrl V vào đúng không ạ? Các bạn tiến hành Ctrl V vào. Rồi, các bạn click vô quét group. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra các nhóm này. Đó, hiển thị các nhóm đúng không ạ? Ở đây nhất đã có tham gia 482 nhóm. Rồi bây giờ nhất sẽ mở thêm một cái trình duyệt này nữa. Và nhất cũng click vào để lấy token. Nhất sẽ mở thêm một cái nick nữa đúng không ạ? Và tiến hành sao chép cái token này dán vào phần mềm. Rồi. Ở đây thì mình sẽ enter xuống đây. Ctrl V vào. Rồi, quét lại. Đấy, đúng không ạ? Nó hiển thị hai nick ở đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đăng, đúng không ạ? Tiến hành đăng, chọn ảnh thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở một cái hình ảnh lên, đúng không ạ? Đấy đi. Học website cực dễ với Đào Xuân Nhất. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn các group đúng không ạ? Lựa chọn các group hoặc là portrait. Click vào portrait đúng không ạ? Hoặc là lựa chọn một vài cái thôi. Thì tùy đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành ấn vào nút Start đúng không ạ? Để tiến hành cho phần mềm tiến hành đăng cho chúng ta đó đúng không ạ? Ok, nó sẽ xuất hiện một cái bài post ở đây này. Bây giờ chúng ta copy cái này để chúng ta xem đúng không ạ? Quay trở lại trang Facebook, dán cái đường link vào, enter. Đấy đúng không ạ? Học website cực dễ với Đào Xuân Nhất, quá trình marketplace công nghiệp. Đó. Nó đã đăng lên cái nhóm này rồi đúng không ạ? Ở đây là giao diện mobile thì chúng ta xóa chữ M đi thôi, xóa chữ M đi. Đấy là như vậy là chúng ta đã đăng thành công rồi đúng không? Cái bài viết đây đó, đăng tức thì cái đường link của nó đây. Đấy, như vậy là xong. Và bây giờ Nhất sẽ quay trở lại này. Một số cái chức năng này thì nó đang phát triển đúng không ạ? Cái tính năng này nó đang phát triển, một số tính năng này đang phát triển. Bây giờ hiện tại thì chúng ta sử dụng được hai cái tính năng, đó là đăng bài group và comment thôi. Đấy, nó sẽ xuất hiện cái ID bài post ở đây. Thì câu chuyện chúng ta là tiếp tục dán token vào đây. Đây, Nhất sẽ tiến hành copy lại cái token và dán vào bên này. Cái phần này thì các bạn lưu ý che đi nhá, đừng có để cho ai biết hết. Rồi nội dung comment là chấm. Rồi bây giờ chúng ta cũng tương tự thôi. Comment thành công này,
Thì bây giờ Nhất sẽ tiến hành quay trở lại nhá. Nó mới có một cái ID bài post thôi. Thì Nhất sẽ quay trở lại, đúng không ạ? Quay trở lại cái bài viết này. Rồi Nhất tải lại này. Đấy, cái bài viết này, hay chấm đúng không ạ? Chấm này, chấm này. Đấy, rất là tuyệt vời. À, như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn xong cái cách sử dụng phần mềm Auto Group. Đó là cách đăng bài và cách comment. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công.